Ngày 29 tháng 11, Công an phường Tân Quy phối hợp cùng Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục điều tra vụ một nhóm khoảng 15 thanh niên cầm hung khí xâm vào đập phá một nhà hàng trên đường 79, khiến nhiều người dân hoảng loạn. Chủ nhà hàng trên cho biết, vào khoảng 18 giờ ngày 28 tháng 11, nhóm này đi ô tô và xe máy tới nhà hàng, sau đó đuổi các thực khách ở quán, rồi cầm hung khí như dao tự chế, ống tiếp, xông vào bên trong và đập phá nhiều tài sản ở đây. Chưa dừng lại, nhóm tiếp tục lên tầng 2 đập phá các phòng VIP của nhà hàng rồi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều đồ đạc ở nhà hàng như bàn ghế, máy quạt, hồ cá, v.v. đều bị nhóm thanh niên đập phá hư hỏng. Vụ việc cũng khiến nhiều người dân xung quanh hoảng sợ. Hiện công an đã trích xuất camera và tiến hành điều tra theo quy định.